quân đang ăn cơm của bác này, nắm cơm theo. Sáng nay không có thêm rau gì à? Đấy, đói chưa? Ăn cơm đi. Hôm nọ anh đưa tiền cho thì có đi mua thịt không đấy? Có. Có à? Thế sáng nay sao không xào thịt để đi theo cùng? Đi mua thịt sợ đi lấy đốt. Đi lấy ong thịt sợ ong đốt. Đi 10 cây để bán được những cái chai mật ong này của bác này. Đi 10 cây như này thì rơi chắc là đi. Anh làm gì đây? Anh làm có quả này đẹp này, quan được không? Quan được rồi, chết đây. Có bác nào mà muốn quan tâm tới mật ong của em Quân thì có thể điện cho cháu Lực và cháu Lực sẽ gửi cho các bác. Ơi, xử lý có vẻ là ơi à, nhiều thế. Ơi. Cháu Lực xin biến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của em Quân 14 tuổi của bác lên và ghi hình lại xem là em Quân hôm nay thì có đi đâu làm gì không với cô bác. Từ hôm nọ thì trong thời gian qua thì mọi cái ở nhà em Quân thì bây giờ cũng đã dần ổn định rồi cô bác. Những cái nỗi buồn thì bây giờ cũng đã dần qua vơi đi một chút nào đấy đối với em Quân rồi cô bác. Một cái khoảng thời gian rất là ngắn thôi mà có rất là nhiều những câu chuyện xảy ra đối với em Quân cô bác. Phải nói là em Quân là một cái cậu bé mà rất là ngoan và rất là lấy phép, rất là chăm ngoan luôn cô bác. Bây giờ thì có thể nói là một mình em là phải lo mọi thứ ở trong gia đình luôn. Thời gian qua thì cũng được rất là nhiều cô bác anh chị có gửi những tấm lòng vàng và nhờ cháu Lực đưa cho em Quân và một số cô bác thì cháu Lực có xin lại để vào quý làm nhà của em Quân cô bác. Còn là bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là theo dõi hết video ạ. Vừa rồi bước vào thôi cô bác, một cái căn nhà mà trước kia làm chưa có được hoàn thiện đâu vào đâu, những cái ở phần bên ngoài thì cũng được dùng những cái tấm quaro này và những cái tấm ván này là để đan lại với nhau để làm thôi. Như đằng sau nhà của em Quân này cũng thấy cô bác này thì đã được đặt xuống này. Rất là may là nó không có ảnh hưởng tới cái nhà và tới cái tính mạng của bốn bà cháu đang sinh sống ở cái một cái ngôi nhà này cô bác này. Như cái cầu thang của lên bước vào nhà Quân cô bác thì cũng đã được làm từ rất là lâu rồi và như chỗ thì nó cũng đã bị mổ đi một chút rồi đấy cô bác. Ở bên ngoài thì cũng chẳng có được làm bằng một cái hành lang gì đâu. Không được hả? Nào không? Văn này bổ rớt cả mấy cũng không? Lắm xe bay vào đây nó đã ơi. Đang ở đơn khoản đề nhà thì nó. Bà lê cô lô hốc nằm đi cho hồn giang thiếu chè. Thiếu nhau thường hả? Ừ, nhau để cho hồn này, ý ngày đứa nhưng nằm cái nhuông tóc thử ra lên bà hứa bày ra. Bày ca buồn chen luôn. Để bà hứa bày. Thiếu bày sắp để tóc thử ấy khỏi chưa? Vâng, thứ hai hợp bày. Thứ hai là ba bày sẵn ấy. Còn cô giáo lẽ thứ hai hợp bày lên. Vâng thứ ba là bác này bày thay hốc. Giấy khai sinh, hốc hãy mang đi mà gia đình cho giáo đây à. Rất là may cô bác là đến thứ hai tuần sau thì bé Hiếu là được đi học rồi cô bác ạ. Cũng được nhà trường với lại bên xá tạo điều kiện cho là làm cái giấy khai sinh thì cho em ấy đi học sớm hơn cô bác. Chứ em ấy thì cũng đã lớn rồi và giấy khai sinh thì người mẹ chưa có tung tích gì để mà về làm thì bây giờ cũng được bên xá tạo điều kiện cho ông bà ý kiến để làm cái phần giấy khai sinh này. Hà bay thằng sáu ở đây chú phải hát tù cô giáo. Tất cả là phải có bay. Xin hà bay giúp hát tù cô giáo đây. Bay tay vào đây là xin hà bay giúp hát tù cô giáo lê hà hiếu bay ra trường. Xin hà bay giúp thằng ngủ. Sáng nay thì bà có kể với Lực là sáng nay có lên trường để nói chuyện với các cô giáo ấy. Thì là từ đây đến trường thì phải nghỉ ngơi là 5 lần thì mới đến trường cô bác. Ông bay viên ấy bay châm chỉ chưa không? Ông chứ ổ. Chứ đâu. Chứ lê bà lê bảy xịt thằng bay với thằng ra chưa ngủ. Tại vì đây là tấm thôi chính có liên nhà mấy cũng chính nhà là chính nhà nhà ra tôi hiện chính nhà ngày cho tôi nhấn ở nhưng cũng lên đây phải
chú đến đây cà phê hòn nhà chứ mấy cô về hòn nhà mà chú đến ngoài về đi quân đi cả đấy về tới về đóng ổn đi quân thì ông ấy bà vừa bảo là đi rừng lấy củi rồi máy tin rừng là châu cái này á không ừ. Là đi từ sáng rồi cô bác đến trưa thì chưa có thấy về lâm quân phải đi thủ không lúc nắng mấy ừ thủ ẩm yếu mà là tin nắng được chín ngay à ít thủ ẩm yếu ở đâu bà nói là quân là đi lên rừng là có cả cơm đi theo không biết là bây giờ quân ở điện thoại lúc nào thế nào ừ ở đây chứ giờ thì cháu Đức sẽ gọi cho em Quân là bà đang ở chỗ nào để cháu Đức lên với em xem là em lấy ở tận đâu. Lại bị phân phòng tính. Tôi đi trả cải nái về phòng tính. Xong tôi đi chịu tạm biệt tay. Nên đi thôi chịu khó tổng phí hữu bây giờ nó nè. Ừ. Rồi là bà lấy ca học không? Ừ. Giáo tàu khuyên bà thì nói để vấn đề là đưa bé hiếu của bác thì cảm thấy là những cái giọt nước mắt của bà thì như là sắp rơi xuống rồi cô bác ạ. Nói bà thì mẹ ông thì bây giờ cũng đã đến tuổi mà phải là nghỉ ngơi rồi nhưng mà mình rơi vào cái hoàn cảnh như này bây giờ thì phải chăm lo cho bé Hiếu này với lại bé Quân này còn em Quân thì chắc chắn là em ấy biết nghĩ rồi nhưng mà có những chuyện thì em ấy chưa suy nghĩ chín chắn em ấy chỉ làm theo những cái mà mình nghĩ thôi không nghĩ được dài vừa rồi thì cháu được điện cho em Quân thì không có nghe máy lùng Quân đấy thì tiền thì đồng ừ trên đồng nữa đây là cái nợ với cháu rồi. Còn bây giờ thì chắc là cháu Lực lên trên rừng trên kia là để xem em Quân lấy củi như thế nào và đi từ sáng đến giờ rồi cô bác. Dép xử dép nào thì dép anh như này đúng không? Đúng rồi, hai đôi dép mà hai anh em mà được bác Kim Hoàng là mua giống nhau này. Đây, bé Hiếu thì đang ở đây này cô bác, một mình phát chơi ở ngoài luôn. Anh Quân đi đâu rồi? Hả? Hả? Quân đi đâu rồi? Hả? Quân đi đâu rồi? Quân đi lấy củi rồi. Quân đi lấy củi à? Hả? Sắp là đi học đấy nhở? Đấy, bé Hiếu thì sắp là đi học này cô bác này. Ừ. Sắp được đi học đấy nhở? Đi học thì phải ngoan nhá, được chưa? Lần sau chú lên thì chú mới mua bánh cho nhá. Nhá. Được chưa? Chơi đi, chú lên trên xem anh Quân một chút nào. Nhà chú ơi thì chắc là thời gian qua thì cũng đã hộ em Quân xong mọi cái rồi, thực ra là bây giờ cũng đi làm rồi. Quân thì vừa rồi là ông nói với cháu Lực là lên trên rừng trên kia này có bác này. Lên trên rừng kia để bây giờ thì cháu Lực sẽ lên trên là xem em Quân là lấy củi như thế nào các bác. Ông thì bảo là đi từ sáng rồi, đi ở gần đây thôi. Nhưng mà em ấy gói cả cơm đi theo nữa. Đấy, như cô bác có thể nhìn thấy đây này. Đây là ngôi mộ của người bố, với người mẹ của em Quân. Là người bố thì còn có ở trong thì còn cái xác. Còn là như ngôi mộ bé bên này, người mẹ của bác thì là bên trong cũng không có một cái xác gì đâu. Là có nghĩa là làm chỉ là cái phần là ngôi mộ thế, xong là gọi hồn về để lo cái phần là ma chay xong. Đấy là cái phong tục của người Nùng thì là ở trên này thì không có thể bỏ được các bác. Bây giờ nếu mà bỏ thì sau này sợ là em Quân sẽ xảy ra một cái điều gì đấy, hay là làm ăn mà không có được bằng bạn bằng bè các bác, nó bị ảnh hưởng bởi vì một cái thứ tâm linh nào đấy các bác. Thành ra là bây giờ là vẫn phải làm như vậy. Rồi thì điện cho em ấy không có nghe máy được ấy cô bác. Từ cái đoạn này lên trên thì khá là xa, chắc là cháu Lực sẽ không có ghi hình ở cái đoạn này nữa cô bác này.
À, Quân thì nãy sáng nay ông vừa bảo cho Lực là ở quanh quanh cái khu này này cô bác này. Em ấy thì sáng nay đi ra lấy củi thì bảo là gói cả cơm, thấy Quân là gói cả cơm đi theo luôn. Thì chắc là đi đến tối mới về luôn đấy. Ở đây là có những quả gì đây? Cây này không biết là cây quả gì nữa. Thử có biết quả này không? Không biết đâu ạ. Quả này thì hình như là đến mùa, bà con ở trên này cô bác này cũng đi hái quả được, xong là tách cái vỏ hạt nó ra này, xong là mang đi người ta ép đến dầu với heo ấy. Cây này phải là trồng mới có chứ không nó không mọc dại đâu. Chú có biết quả này có gì không? Không biết đâu ạ. Ăn được không nhỉ? Chắc không ăn được. Đấy, lấy củi từ đâu ấy? Đây ạ. Đây ạ. Lấy củi thế này à? Nó làm gì mà ngồi đây trông cái ghê đấy. Em vừa đi lấy ông về. Đi lấy ông về á? Ừ. Ăn cơm à? Ừ. Con chào tất cả quý ông bà và chú anh chị ạ. Ừ. Rồi đi tận đâu lấy ông về? Đi sang bên kia. Sang bên kia? Ừ. Có lấy được ông không? Có. Có, đang cơm à? Ừ. Rồi. Quân đang cơm rồi các bác này, nắm cơm theo. Sáng nay không có không có thêm rau gì à? Không. Đấy, đói chưa? Được. Ăn cơm đi. Đi phải nói là leo từ cái quả đồi lên này các bác này. À, rất là mệt luôn vào trong này ấy. Rồi thì cháu nó không có cầm theo nước. Không có cầm theo một chút chai nước nào. Sáng nay lên đây mấy giờ? 6 giờ. Ô, sáng lên à? Ông với bà thì vừa rồi cũng ăn cơm trưa xong rồi cô bác. Thì Quân thì không có về nữa luôn. Sao không về nhà ăn cơm lại gọi, sao lại gói cơm đi theo? Không phải lấy củi luôn à? Đoạn đường này đi về nhà thì khá là xa cô bác. Thành ra là em sẽ là ở đây ăn cơm luôn. Rừng này là có phải rừng của nhà em không? Không, không mà. Vâng. Rừng chỗ này thuộc rừng già chưa? Được. Nà, đây là rừng của Trung à? Vâng. À. Nhìn em Quân ăn cơm của bác không ăn cơm mà trắng ăn cơm không luôn thôi. Hôm nọ anh đưa tiền cho thì có đi mua thịt không đấy? Có. Có à? Thế sáng nay sao không xào thịt để đi theo cùng? Đi mua thịt sợ đi lấy đốt. Đi lấy ông thịt sợ ông đốt. À, bây giờ thì cứ ăn cơm đi. Ăn cơm một lúc đã. Và hẳn là trong rừng sau này luôn cô bác này. Rừng đây thì là nó là rừng của Trung ấy, thành ra là sẽ có những cái đồ mà em Quân đi kiếm đi lấy củi này. Sáng nay thì đi lấy cái gì? Đi lấy mật ong ạ. Đi lấy mật ong á? Trong này à? Ô nhưng mà không có tổ à? Có. Hả? Có. Nhưng mà đây là để chai luôn à? Nhưng mà sao em không lấy cả cái tổ đó về? Lấy nguyên mật thôi à? Thế thì vừa nãy vắt bằng cái gì? Bóng bát à? Từ bóng bát á? Từ bóng bát xong rồi để cho bếp à? Rồi. Tối nay thì máy tổ.
hai tổ à? Ừ, hai tổ thì được à? Hôm nay thì rơi vào tầm 2 lít rưỡi một chút này, có một chai thì chưa đầy này. Cái này thì mang đi đâu bán? Chợ. Đây là chợ bán á? À, ra đến chợ là người ta mua luôn à? Hay là như nào? Ra đến chợ. Thôi mua à? Cái này thì ai có đặt em trước chưa? Rồi á? Đặt là người ta đặt bao nhiêu? Đặt hai chai này à? À thế còn dư lại một chai à? Chai này thì em mang về thì để cho ông bà là để nhà nó trước hay là cũng mang đi bán? Mỗi ít à? Chai mình để làm gì? Để làm thuốc à? À, những cái chai mật ong này cô bác này, chai mật ong rừng tự nhiên thì sẽ có rất là nhiều cái công dụng luôn. Nếu mà ở đây mà có cô bác nào mà có muốn mật ong của em Quân đấy thì có thể điện cho cháu Lực và cháu Lực sẽ hộ em là mua. Đây thì em gặp cái tổ hay từ trước hay là nay em mới đi gặp? Hôm nay gặp từ trước rồi. Từ trước rồi à? À là hôm nay đi lấy à? Từ kia thì còn tổ nào không? Có à? Đi nên đi lấy chưa? Chưa à? Tổ đấy còn bé à? Sáng nay thì đi lấy không có đồ bảo hộ theo à? Hôm nay thì có bị ong này đốt không? Có à? Đồ chân này đúng không? Này đây này cô bác này đi đi lấy ong bị ong này đốt rồi này, không có một cái đồ bảo hộ nào luôn để đi lấy ong. Đi lấy ong thì đi lấy được bao nhiêu lâu rồi? Em năm nào em cũng đi. Năm nào cũng đi à? Mùa này đang là mùa có mật ong rừng ấy cô bác, cho nên là em Quân là sẽ đi lấy mật ong rừng. Thế thì đi lấy thêm về để anh mang đi bán nhá, bán đi bán hộ nhá. Từ đây đi xá thì rơi vào tầm bao nhiêu cây? 10 cây à? 10 cây à? Đi 10 cây để bán được những cái chai mật ong này cô bác này. Đi 10 cây như này thì rơi chắc là đi lên đồi chứ, đi lên đường này lên trên à? Đi mất tầm độ đó tầm hơn 1 tiếng mới đến chợ đấy. Mà ở đây thì chỉ có ngày chợ là người ta mới đi mua đúng không? Ngày mai là ngày chợ là em tranh thủ là đi lấy luôn à? Hay ở đây có bác nào mà muốn quan tâm tới mật ong rừng của em Quân thì có thể là điện qua cái số điện thoại của cháu Lực, là cháu Lực sẽ bán hộ em Quân là 3 lít này cô bác này. Đấy, 3 lít này. Đây thì mang ra chợ bán thì người ta mua à? Mang ra cái thì người ta mua luôn à, mật ong này. Mật ong này thì là mật ong khai thác tự nhiên đấy cô bác, cho nên là cũng được rất là nhiều bà con ở trên này là săn đón để mang về làm thuốc này. Đấy, bây giờ thì cất vào đây. Bây giờ là tranh thủ đi lấy củi luôn à? Đây. Đây, điệu về đi. Lấy củi được một chút nào chưa? Chưa à? Ăn cơm xong mới đi lấy à? Chỗ này thì có tổ nào không? Không rồi. Điện thoại thì nãy không cầm đi à? Không ạ. Không à? Vâng ạ. Sao đi vào trong rừng này không cầm điện thoại đi? Em sợ hỏng, em lấy để ở nhà. Sợ hỏng mà lấy để ở nhà à? Vâng. Rừng này là rừng của Trung ấy cô bác, cho nên là ai lên đây lấy củi cũng được, nhưng mà đừng có chặt cái cây sau mọc ấy đúng không? Vâng ạ. Đây lấy dao ra để anh chặt cành kia cho. Chỗ này có 2 cây thì chặt mất 1 cây à? Vâng. Thế vừa rồi là cũng định đi về nhà rồi à? Chưa. Chưa? Vâng. Nhưng mà lấy xong bao củi thì mới về à? Vâng. Quân thì thường đi thì hay cầm theo con dao này này các bác này.
Một mình đi hẳn vào trong rừng sâu này luôn. Em đi vào trong này không sợ à? Không ạ. Không à? Em đi quen rồi à? Quân thì đi vào rừng sâu là đi khai thác những cái tổ ong rừng này, cho nên là em ấy không có còn là sợ sệt nữa. Bây giờ một cái cậu bé mà dám một mình mà đi hẳn vào trong rừng sâu này luôn rồi cô bác này. Ui, cái này cái gai này. Ô mặt đó à, khó để phải khải lắm. Hả? Khó ở khải à, mặt đó à. Không à. Mà, là cái hình hóc mặt lâu. Sao mà đấy à. Đang lấy củi thì em Quân lại phát hiện ra thêm một cái dây gì nữa này cô bác này. Cái củ này là củ gì? Em cũng không biết ạ. Họ lấy nhộm vải à? Vải ạ. À, Quân lại phát hiện ra thêm một cái. Ôi dưới kia nhiều lắm này. Nhiều lắm Quân ơi. Vâng. Quân thì hay thường vào là vào rừng là tìm được những cái đồ gì ấy cô bác. Thành ra là em mới khai thác đi về luôn. Bội thu rồi, bội thu rồi. Nay phát hiện được nhiều đồ đó của bác ạ. Anh chặt những cây ra hết nhá. Có củ không đấy? Chắc là có. Vừa lấy củi cho em luôn. Mà là linh không lão rồi. Này, đây. Cái cây này đâm phải là rát lắm các bác ạ. Bên này. Đâu, có củ chưa? Để. Củ to chưa? Củ to chưa Quân ơi? Bé. Bé thôi à? Ừ. Nhưng mà đã khai thác được chưa? Yeah. Được à? Ừ. Anh chặt cái này cho nó thoáng đi nhá, chặt hết cây gai đi nhá. Vâng. Cái gai này rất là đâm mọi người rất là đau này các bác, toàn gai luôn cây này. Cái này thì mang ra chợ bán hay là mang đi đâu bán? Mang ra chợ. Mang ra chợ à? Luôn. Đi là không cần ủ đi à? Không. Hay mai ra chợ mua cho ủ nhá. Vâng. Chắc là mai ngày ngày kia, ngày mai là có chợ đúng không? Vâng. Thế mai chắc là mai đưa Quân ra chợ phiên để mua cho em Quân là những cái đôi ủng này. Bé Hiếu thì cũng chuẩn bị là đi học rồi ấy. Vâng. Được không? Hả? Cứng. Cứng à? Vâng. Đào thêm. Cái này có dế rất là nhiều này. Tay hấp bắt sốc bảo nè. Nè á? Ừ. Nên mình có thấu đây nhỉ mày? Ừ, sao ở đây tay đi. Còn còn ở cái khai đi. Thùng tay đi đi. Thùng tay đi mới ăn đi chiều lại. Này mặc áng quân này nè, mặc áng này nè. Lớt sức thì nó, ép thai ó. Mặc xem ớt bánh xin nè. Anh làm gì đây? Anh làm có quả này đẹp này, quan được không? Con được đâu, chỉ chết đấy.
Rồi. Quả này có độc á? Vâng ạ. Rồi, nếu mà đi rừng mà không quen đâu các bác này, nhìn phải những cái quả dại này mà nhìn thấy nó như kiểu là đẹp mà ăn được ấy, cầm về cái này nó có bị ngứa tay không? Không. Ăn à? Nếu mà ăn thì nó chết à? Vâng. Rồi. Em Quân thì có thể là em ấy đi vào rừng rất là nhiều thôi. Thành ra là em ấy có rất là nhiều cái kinh nghiệm ở trong rừng luôn các bác. Đào được chưa? Chưa. Đây. Quân thì trước kia là đi rừng là ai chỉ cho là những cái đồ gì cần lấy, những đồ gì không cần lấy? Cung ong về. Cung ong à? Vâng. Cô sao vô nhẹ, cô phải dân tắm. Ừ. Nhá. Chú. Được chưa? Nè nè nè. Được chưa? Được rồi. Mình ra mẹ nhẹ nhẹ. Ui, quả này mới còn bé thôi. Nhưng mà cái này bây giờ nó không có củ thì mình lấy về làm gì? Lấy về trồng. Lấy về trồng à? Vâng. Đây, thử. Đây. Đấy, cũng đã thu hoạch được rồi. Hết rồi nhờ? Vâng. Ồ, đây đá rồi. Đây có củ bé đây này. Có củ bé à? Vâng. Cái này tầm mấy năm thì nuôi được? Tầm mấy năm thì mình thu hoạch được? Một năm à ông ơi? Đây là củ bé đây. Ôi cái củ nó ở đâu kia hay sao ấy? Không biết được. Củ nó ở đâu đây? Đây chắc trước ai bị thu hoạch một lần rồi không? Không biết nữa. Đây chắc là ai bị thu hoạch rồi. Đây chắc là ai bị thu hoạch rồi. Cua. Hả? Cua đâu? Cua đâu? Cua. Ôi ai? Đây lấy được cả cua này các bác này. Ồ, cái đằng cua này. Ồ. Nên mới lại không? Nào. Cái chim này à? Hử? Đi mà khoản này mới lại không? Lấy để vào đâu đi? Vâng. Nè, chim cao mà nè. Nào. Nè. Cao lắm. Vâng. Có mấy tuần lại ấu đây à? Đợt này phải ấu đi chứ. Hả? Sao đợt này phải ấu đi chứ mà. Ôi đây này, đây không có này. Đây quả này có rất nhiều này. Lấy cái củ kia ném lên trên đi. Ném kìa. Cá nó tí mà. Ừ, cá, béo hun à. Hun nè. Xem ở đây còn nó có không? Dây nó này, Quân này. Đó. Dây nó này. Đây. Hả? Đây chú. Là cua à? Vâng. Ôi dạ. Bẻ eo đi. Eo, lấy đồ này. Đây, xếp củi đi. Đây, vừa rồi thì cùng em Quân đào được cái củ này các bác này. Củ này thì mang đi bán này. Thì người ta cũng là dùng để nhuộm vải sao? Nhuộm vải sao các bác này? Đây mang về nhà trồng à? Con cua để đâu? Để trong túi à? Để trong túi này đi. Đây. Đây là cái túi mà em Quân là mang đi theo trên rừng này các bác này. Để đựng những cái đồ mà cơm này, xong là lên trên rừng thu hoạch được những cái gì thì em sẽ đựng vào đây này. Cái túi này là cái túi vải, là cái túi của người đồng bào dân tộc Nùng ấy các bác.
Ôi. Gì đấy? Tôm mít chả mờ à? Hả? Này tôm mít chả mờ à? Đấy có à? Vâng. Đâu? Đây. Ui. Cái này còn bé. Bé á? Vâng. Dế, cái dây nó đã to chưa? Có lấy được chưa củ đấy? Còn bé thôi. Bé á? Vâng. Cái quân thì rất là nhanh nhẹn, cô bác phát hiện được rất là nhiều thứ. Em ấy đi vào trong rừng luôn. Như tổ ông ở tổ ông kia thì có xa, có gần ở đây không? Không ạ. Xa à? Ừ. Xa hơn à? Ừ. Ôi ở đây hình như là hôm nọ ai cũng về đây sao này. Ừ. Chặt 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 cái măng này. Ra. Ra. Ủa vẫn chưa bắt ra của hóc vàng luôn. Chưa có, chưa có. Ôi để đấy mình xù nào. Không có đâu. Có đi bây giờ ở cây kia kìa. Vâng. Mấy cây to to kìa. Ủa chắc này không nhỉ? Dạ. Nè 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 ngạo. Ủa có tinh thác. Ủa đây là cái quả gì đấy Quân đây này? Đây có quả gì đây? Không ăn được đâu quả đấy. Quả đấy không ăn được à? À. Ừ. Vào trong rừng mà không biết là những cái đồ của bác à, có những quả thì nhìn à, à, nhìn có vẻ là rất là ngon và rất là đáng ăn này của bác này, nhưng mà không có ăn được này. Sắp giống quả nhãn ấy. Đúng rồi, quả này thì sắp giống quả nhãn này của bác này. Và cái cây của nó đây này. Đó nấy bộ khẩn phái nào ăn không? Quân này đang tìm con gì đấy? Em đang tìm con, chả biết tên. Không biết tên à? Vâng. Chắc là đang tìm cái con sâu ở cái cây này của bác này. Cái con này thì hay lên đi phá cây. Con bé bé tí rồi, nhìn nó kiểu con dòi của bác này, con này ấy. Khó không? Anh nghĩ là cái đấy chắc không có đâu. Đấy, quần này của bác này, leo trèo như sóc quần. Cái này Quân này có biết nấm này nấm gì không Quân ơi? Dạ. Ôi đây, linh. Đây là nấm linh chi này. Có phải không? Em cũng chả biết nữa. Cái này là linh chi chắc là nó có bác này. Nhưng mà có mỗi một chút thôi. Anh nghĩ là ở mấy cái cây này có đấy Quân ạ. Vâng, đợi em lấy xem cái này hết ạ. Xuống có này à, chắc này à? Hay là ở tít dưới góc này này? Vâng. Tít dưới góc thì mới có này. Bảy mà, bảy mà. Bảy bóng ạ. Ôi trời ơi, chắc là vì góc thật đấy. Chắc nó chưa lên, chắc nó chưa trèo lên đâu. Sử thì có biết cây này không? Sử có biết loại con này không? Có à? Con này bụt đầm. Chặt chặt cái cây ngang ngang ra này. Ừ. Con này thì mang đi bán thì có ai mua không? Có. Có à? Vâng. Ôi trắng trắng lắm, không có đâu. Nhưng mà chỗ đây không có nữa, là không có rồi.
này thì hình như là cái linh chi này của bác này, cái nấm này. Ui, như là nó bóp ra như kiểu có dầu này sao này thì có bác này. Đấy. Ở trong này có một chút thì hình như là gỗ sao ấy. Không biết là có phải là gỗ không. Lớp đen đen này không biết là chắc là cái lớp nấm của nó này. Cái này mình rồi. Cái này không có đâu. Cái này Quân là nhìn cái bé bé kia có không? Vâng, xem cái này. Cây bên kia kìa, cây bên kia kìa. Vâng. Kìa. Quân thì gọi là hôm nay mục đích của em thì đi lên rừng này thì để kiếm mật ong à? Vâng. Để đi thu hoạch mật ong à? Vâng. Có ăn thắn này. Có đâu? Có rồi. Có rồi, có rồi, có rồi. Ui, cẩn thận nữa kìa, rất là. Đứa này rất thương luôn. Khó không? Dễ sao? Ô, đấy cứng được nữa. Ui, cái này rất thương luôn. Ui, ui. Nhìn cái con đấy nhìn ghê ghê lắm cô bác ạ. Nhìn như cái con giòi ấy. Hay là nó lại đi đâu hết rồi? Không. Sẽ lên đâu cái này. Ủa, cái này thì nó cần phải chứ luôn. Không, mấy cái đoạn non kia chắc là nó không lên đâu. Kia là nó thấy rồi. Đây, đây vẫn cái này ướt nó ở đâu thôi. Cái con sâu, cái con này thì nó phá cây rất là nhiều các bạn, con này. Thằng này thật kì chứ. Cái này nếu mà về nhanh thì thấy rồi. Chắc là nó bỏ hết rồi. Em nhìn có cái lỗ kia nó đục hết ra ngoài kìa. Nó đục lỗ kia chắc là đi ra ngoài hết rồi. Não é não. Hết rồi. Đây cây này nó mà thấy nó có nhiều. Lỗ nào cũng đục. Trên kia không có rồi. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Mấy cái to nên chẳng biết có gì. Nếu mà không có thì không lấy nữa. Anh em mình đi lấy củi đi. Lấy củi xong thì cũng về rồi. Ôi, ôi. Tình hình có không? Ôi, ôi.
Ở đây thì có những cái cây mà nó bị người ta chặt như này cô bác này. Trước kia thì người ta cũng đi chặt những cái con sâu như này này. Quân thì lên trên rừng thì gặp những cái đồ gì lạ là em mới biết, là em mới mang về để em mới bán luôn. Em thì biết rất là nhiều những cái thứ ở trong rừng mà bán được có giá. À, lúa này nó có. Chặt lấy hết luôn đấy. Ủa nó về góc nó hết rồi. Có chưa? Có chưa? Có rồi, có rồi. Có rồi à? Vâng ạ. Ui ui. Ui. Anh lấy cái gì về để ấy? Anh Sử tìm thấy à? Sử tìm thấy à? Vâng. Ôi, Sử thì có vẻ là... Ôi à, nhiều thế. Ôi ơi. Lấy cái vỏ gì ấy? Nếu mà tí nhiều thì... có mang đi bán nào? Ôi, rơi, 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 rơi. Rơi. Từ từ lấy cái gì để nhỉ? Từ từ anh ơi. Đây. Đây để cái vỏ này đấy. Đây. Cứ để vào đây. Đây này này con cô bác này, con này thì nó phá cây rất là mạnh luôn này. Đấy, Sử thì vừa ra chặt cái là có luôn. Sử có biết con này không? Ui trời kìa, to phết vui kìa. Ừ. Đây. Ừ. Kìa, nó bỏ nó nhúc kìa. Còn tiếp trên này nữa anh Sứ ơi, cái này. Ừ. Ủa, nhiều công nhận nhiều thật. Ủa. Ơi hai con dây xuống đất kìa. Hai con. Ôi hai lố luôn à? Chắc là hết rồi nhỉ cái gì ơi. Thế là lỗ chín còn. Chắc nó chuẩn bị đệ bò lên lỗ chín hay sao đấy. Nhưng mà cái con này là nó bò càng lên cao lên cao à? Quân. Ui đi còn nhiều mà. Từ từ cho Sử chặt to đã. Đấy. Tìm được một cái thành quả đấy thì rất là vui luôn. Quân thì hôm nay đi rừng có vẻ là bội thu đấy. Sử thì lên rừng kiếm mật ong thì có đi lấy những con này không? Có. Có à? Sao là bây giờ lấy cái này, cái này mới có. Hết chưa? Hình như là anh thấy cái chỗ tay bên dưới của Sử cầm không có hay sao ấy? Anh thử kêu trên nó còn nhiều hay sao ấy. Ui, em được một ní nào á? Hả? Em được một ní nào á? Nhưng mà có cái gì túi bóng gì để không? Từ từ anh xem. Chắc vậy ông. Chưa. Mấy túi bóng nào? Trong túi của chú không có túi bóng nào chứ. Rồi. Ủa, đây. Đây, lỗ này vẫn có mà đây này. Anh bảo là lối bên dưới nó có mà, vừa rồi anh nhìn thấy ấy. Vừa rồi anh nhìn thấy nó bò lên. Ừ, nó đang bò lên ấy. Ui, nó sao mới kêu rồi. Nó sao mới ngoài ấy. Tao thử đưa anh xem nào. Ui rồi. Được một lọ này quá. Đấy, cho tay Sử kìa. Nhưng mà tí nó bò đâu hết rồi. Không, mình không lấy cái pép để ấy. Không có pép. Hết pép rồi à? Vâng. Sử chặt hết cái đấy xem là còn có được không? Em phải bắt cuốn mới đúng bằng làn tên. Ui, đi khó quá. Đấy nỗi nào vậy? Dép đâu rồi Quân?
Dép ghê mình đây. Bây giờ thì sẽ Quân ơi, em thử lấy cái lá to to gì về để đấy xem nào. Lá cái kia, đây lấy cái lá kia cho anh xem nào. Tổng kết cái thành quả của em Quân là lên rừng xem là thu hoạch được cái gì các bác này. Một cái củ này là củ mang về để em ấy trồng, xong là sau này em ấy sẽ lấy củ ấy để em ấy bán. Đây, đổ đây nào, xem một chút thành quả của Quân nào. Ui, nhìn này. Ui. Đây này, cô bác này, cái con này này. Sao mà gì không? Con trắng phớ này, cô bác này. Mình bò nhau nhau như kiểu nhìn mà thực tế luôn, cô bác này, nó là như kiểu con long ấy. Ui, nó bò ở tay nhìn trông như, kiểu đang đi massage hay sao ấy. Đây là cái thành quả của Quân hôm nay là đi lên rừng này các bác này, có thêm mật ong này, em thì thu được mật ong. Ôi, có bò đây rồi, bò đây rồi, còn cua này, đây này, thu hoạch cả cua đây này. Từ từ để anh lấy cái này nào, cắt ra xong mình buộc dưới này. Lấy lá gói vào cứ đi, lá gói nhanh. Đây. Nó bò đi về đây. Đấy, Quân thì lên rừng là mang cơm đi theo này cô bác này, tại vì là về thì rất là xa. Đấy. Này Quân nhanh. Vâng. Quân nhanh. Cái này thì người ta bán rất là đắt cô bác này, một cân của nó thì bao tiền? 500. Một cân 500 à? Vâng. Chỗ này thì không đủ một cân đâu, chỗ này thì mấy lạng rồi đây này. Nhưng con này thì mấy nữa mà nó sẽ biến thành con gì? Con ong. À, nó biến thành con ong à? Vâng. À. Nhưng mà nó biến thành ong mật hay là ong gì? À. Mình buộc hay sợ nó chết không? Ở trong thân cây còn không chết được. Đây, thành quả của Quân hôm nay này cô bác này. Một chút những con cái con sâu ở cây ở cái cây non này, và thêm là ba chai mật ong, với thêm là ôi cua rồi, cua đây ở trong mà. À đây ô oh. À đây bố mình chưa khát hôn mày sắm à. Đây với thêm là cua nữa này, tự nhiên ôm bé hôn cua. Cái cua này thì mang đi bán, có ai bạn có ai mua không? Em cũng chẳng biết. Em chưa đi bán cua này bao giờ à? Chưa. Cua này nếu mà thu hoạch được nhiều thì cũng rất là ngon đó các bác. Nó thuộc gọi là cua rừng này. Thành quả của Quân hôm nay thì được rất là nhiều thứ luôn. Đó. Bây giờ thì chắc là gói vào đây để về nhà cho em thôi. Em ta phải thăm quốc hình dân nữa nó. Quốc hình dân lại. Đấy, bây giờ thì sẽ đi về thôi cô bác ạ. Hả? Khánh này. Đi đường này mới mò lên này. Thế bây giờ thì đường đi khó khăn quá cô bác, cho nên là cháu Lực sẽ không có ghi hình thêm ở cái đoạn này nữa. Bây giờ phải leo lên tít trên đồi kia thì mới có đường mòn để mà đi xuống được. Tí nữa đưa đến nhà của em Quân thì cháu Lực sẽ tiếp tục là ghi hình tiếp cô bác nhá. Hãy xem là hôm nay là cái thành quả của em Quân đến nhà là ông bà có vui mừng không. Ôi, tí nữa thì quên cái này này. Đấy, tí nữa thì quên cái này này. Bà thì chắc là vừa mới cho lợn ăn này cô bác này. Nhà em Quân thì bây giờ còn một con lợn duy nhất thôi cô bác. Đấy, bây giờ bé Hiếu thì đang ở trong nhà thế kia này các bác này, bé Hiếu ấy. Ôi đang học à? Vâng. Hiếu đang học à?
Tôi biết rất cơm bút. Thích đi học lắm rồi nhỉ? À. Bé Hiếu thì rất là thích đi học của bác này. Để đứng đây, lọ. Đi về nhà đi, lọ. Đi về nhà đi, đi ra đây. Bên này. Cần bật đèn một cái. Cần nào? Lấy bây giờ lấy cái bát ra để con này đi. Vâng. Hiếu ơi, Hiếu ra đây. Cho bát đi nó chả bò ra hết là anh. Cho cái lọ nào to ấy. Đấy, thành quả của em Quân này các bác này. Đấy, thưa các bác này, em Quân thì mỗi lần lên trên rừng là em ấy phải gói cơm đi theo để mà lúc mà đói thì em ấy sẽ ăn cơm luôn ở trong rừng. Này Hiếu, con cua này có sợ không? Xin chú. Xin chú. Xin. Hiếu thì có sợ cua không? Không. Ông với bà thì ông thì chắc là đang đi lấy cỏ rồi cô bác, còn bà thì đang là lấy rau lợn ở dưới kia. Ôi, con nhỏ cái bò đi đâu rồi? Con nhỏ á? Ừ, có một con bò đi đâu rồi. Đấy, em không có sợ gì đâu các bác này. Hiếu rất là bạo gan. Đấy, còn vừa nói với cháu Lực bảo là tí nó cắn. Đấy. Nhưng mà bây giờ phải lấy cái gì đậy đấy nha. Đấy, hôm nay là cái thành quả của em Quân này các bác này. Được ba cái chai mật ong này. Cái ong thì cũng vừa về luôn này các bác. Đấy, mật ong này thì nếu mà có cô bác nào mà ong thì cũng về luôn này các bác này. Lấy được chè về luôn. Bạn cúng nộp hơn nhá. Dạ, hơn mai. Ông thì vừa đi cắt cỏ cho bò là về luôn cô bác này. Rồi là tiêu. Đấy, ở đây thì cho chú Lực xin được nói lại thêm một lần nữa cô bác nhá. Nếu mà có bác nào mà muốn quan tâm tới mật ong của em Quân thì có thể điện cho cháu Lực và cháu Lực sẽ gửi cho các bác. Mật ong này thì có thể cho anh đi bán hộ không? Có. Thì anh đi bán hộ cho nhá. Vâng. Đấy, bây giờ mà em mang lên trên xá thì đi hẳn mất 1 tiếng rưỡi đúng không? Đấy, em thì không có xe máy cô bác, thành ra là mọi lúc mà em ấy đi đâu thì rất là vất vả, đi xa nữa. Ở bên chỉ phải bay. Đấy, thấy con mà cùng. Đấy, bé Hiếu thì không có sợ con cua đâu cô bác này. Đấy, bây giờ thì cất mật ong đi, để vào đây nhá, xong tí anh đang đi cho. Bây giờ thì mình thử ăn cái con kia xem là vị nó như nào nhá. Anh cũng chưa được ăn bao giờ. Em một tí nữa thì cháu Lực với em Quân là sẽ nhóm bếp và xào cái con kia ra để cho cháu Lực này với em Sử này với lại ông nữa thì cũng ăn luôn. Ôi. Tôi thôi. À đây cô bé đây. Hiếu. Mà thấy ở cái éo mà éo nhẹ vô. Ôi. Cái càng này, sợ càng cắn à? Có sự phát thả gần tay. Đây. Sa thiếu cho cái mỡ ra. Đấy. Ôi này nhàng cha cũng nhà Quân thì có đồ chè à? Không à? Mua vâng. Chè rất là thơm này các bác này. Chè này thì ở trên vùng cao thì cũng có, và ở đây thì nếu mà có bác nào mà muốn mua những cái gói chè san tuyết ở trên Hà Giang ấy thì có thể điện cho cháu Lực và cháu Lực đi mua để gửi cho các bác. Thế là phải hôm nay sao? Như bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Quân là xả cái con này ăn một bữa này cô bác này, ăn một tí để xem là cảm nhận mà cái con này nó ra như thế nào. Đây lúc còn sống này cô bác này, bò lồm nhá lồm nhồm này, mình trông như kiểu con giòi nhưng mà nó giòi là nó màu có một loại con là màu xanh, à một loại con là màu vàng, một loại con là màu trắng. Đây, bé Hiếu thì trẻ con của bác, nhà có trẻ con thì hay nghịch và bừa bộn một chút, nên là rất là mong thì ông bà cô chú anh chị sẽ thông cảm cho em Quân thì ở nhà những cái bộ quần áo của em Quân này thì cũng được em treo lên rất là gọn gàng này. Đây là được các bác gửi cho hết à? Đấy.
À, những cái bộ quần áo thì rất là đẹp luôn này, có bác này, được các bác gửi tới cho em Quân. Móc, à vẫn có móc luôn, móc thì có cần mua thêm không? Không ạ, còn à, nhiều ạ. Còn nhiều à? Bác cần mua thêm thì bảo anh nhé. Vâng. Quần áo thì em treo lên cũng rất là gọn gàng các bác này. Để em một tí. À đây còn móc này. Lần sau đi rừng thì cứ cầm cái điện thoại nhá. Đấy cầm mà để vào túi cho nó chặt chặt một tí. Ở đây thì có cái túi mà ông nọ là cháu được mua lên cho này. Đấy, lên rừng thì có thể đeo cái túi như này. Có điện thoại vào đây, xong là đúc cái đồ nào nữa. Cái bóng đèn này thì có sáng không Quân? Có sáng không? Có. Cái bóng đèn này rất là sáng không các bác? Mở ra cái cả nhà luôn. Đấy, một cái sáng cả nhà luôn nhá. Đấy, có cái bóng đèn năng lượng này, mặt trời vào thì đêm không phải dùng cái điện lưới nữa, điện lưới. Em anh nhóm biết cho anh đi, em đi lấy chảo đi, lấy chảo đi. Đấy, để anh nhóm biết cho. Trước kia thì nhà em Quân là suýt nữa là bị cháy nhà, ngôi nhà này cô bác này. Ở phần trên này thì đốt nhiều quá thì bây giờ cũng đã bị đen hết ngôi nhà này cô bác. Đẹp quá qua mình đẹp. Ừ, qua. Qua. Bán nó ngồi với chị. Để bây giờ đợi chảo nóng rồi bỏ này vào. Ừ. Sợ nhà lùng nhùng này. Chưa mà chưa. Đó mà ăn tay chưa xin cùng cái bề bàn nó nhọc có bao nhiêu gần bà đó. Cái ăn lúc mình cái nó vụ đúng nào. Cái lưu gần đập giáo. Ôi, nó một tí nữa. Chưa tí nữa. Tí nữa mới giảm rồi. Bây giờ bỏ vào đi, bỏ vào đâu ấy. Bao tí nữa hả nhớ. Tối bắt đầu. Uống đây cô bác này. Đó, bỏ vào đây này. Bỏ vào đây. Hả? Ừ. Trong như kiểu con sâu cô bác nhá. Kiểu không. À đây là nó là sâu sâu này là sâu ăn được nè. Mặc đi mày. Qua này. Hàn meo. Ốc cụ, anh nắp đèn đến phải đi được không? Sao mà có một đèn vàng đấy? Con này chắc là sao nhanh hơn nhỉ? Lâu đi. Lâu á? Ừ. Sao nhanh, không ngon đâu. Không quá. Sao lâu lâu nó mới giòn? Mà nó có đá rồi. Cháy rồi. Nhưng mà nghe là ép ít đi luôn từ nay đi. Phay như bắt nó có một đoạn nóng của phay nha. Đóng cái nó nổ, nó ra chặt ấy. Nó nổ to. Thơm, thơm lắm các bạn ạ. Bà
Thơm đấy, giòn đấy. Để nó vàng lắm, nó vàng. Cái chim mà nè. Hiếu. Cái chim mà nè. Chim à? Chim hào. Chim hào ra. À, cua đâu, ăn hết rồi. Chắc là mang đi đâu chơi quá bác ạ. Ê, có cái gì đấy? Chuối. Chuối à? À, cho chú xin một quả. Ôi ôi ôi, thôi thôi thôi. Chị nó cơm mà. Chị nó cơm. Chị nó cơm mà. Ôi, chú đẹp quá đấy. Bầu, chú bầu. Tay dấu cổ ạ. Mịt xuống. Đúng không? Sao đây đi chị ạ? Mịt xuống, nó mịt xuống. Không có chị ạ? Những cái con này thì có người sẽ ăn là bị ngứa đấy cô bác ạ. Sử thì có bị ngứa không em? Không ạ? À? Tách cho mày. Hả? Tách cho mày. Cả tao? Tách cho mày. Mua ăn không? Cúc mày. Mất thả yếu thay luôn. Tay một đứa. Cái gì? Hả? Đá hiếu. Đây à, con ơi. Vào vào. Vào à? Vào rồi. Vào rồi. Này ăn cái cơm thì có tốn không? Có cơm không? Không. Không tốn cơm á? Có nghĩa là nó hợp với cơm không ạ? Khó à? À, nói tốn cơm thì em ấy không có hiểu các bác. Bảo là à không à, con này thì ăn rất là tốn cơm rồi các bác này. Bé Hiếu thì bây giờ là biết là chiêu lại cháu lực rồi đó. Qua đi, qua đi. Qua đi. Xin chưa? Xin chưa? Xin chưa? Xin chưa? Quạt cơ mà. Không biết à? Không nghe hả? Không nghe à? Chưa biết nghe tiếng Kinh đúng không ạ? Thời gian nữa thì đi học thì sẽ được cô giáo là huấn luyện thì sẽ biết là nói tiếng Kinh thôi. Thích hư không? Thích hư không hả? Thích hư không? Đánh ít bây giờ. Đấy lộ. Được rồi. Ủa đi à, phải đi nhá. Nhưng mà nhà đấy. Bây giờ thì thử xem nào. Tôi được hết con. Tốt chưa nó. Ông với bà thì không có dám ăn con này cô bác này. Ăn là ông là sợ bị làm sao? Ông ngứa. Ngứa à? Nặng nề lắm được không ạ? Hiếu ăn không? Hiếu. Hả? Có. Con xin mời quý ông bà cùng ăn với con ạ. Con xin mời quý ông bà, cô chú anh chị cùng ăn với con ạ. Đấy rồi, đấy, ăn thử xem nào. Đấy, hay là hôm nay là cái thành quả mà hôm nay Quân với lại em Sử là phát hiện ra được cả cái con này này cô bác này. Bây giờ thì cháu Lực cũng xin mời tất cả quý ông bà, cô chú anh chị là ăn cùng cháu ạ. Cháu Lực sẽ thử một coi cho nào cô bác này. Đấy, lúc mà rang lên thì nó sẽ vàng vàng như này, thì xong sẽ ăn được. Hiếu đi, dám ăn không? Rất là bùi và rất là ngậy luôn cô bác ạ. Con này rất là ngậy. Thử xem nào. Vừa rồi cháu được thử một con thì chưa vào đâu. Cháu thử tầm 4 con nữa. Sử thì như cảm nghĩ mà ăn con này là như thế nào? Vâng. Ngon à? Quân? Ngon ạ. Ngon à? Vâng. Đấy. Con này thì nó gọi là sống trong cái tre này cô bác. Thì nó rất là sạch sẽ luôn. Và cũng một điểm nữa, có người thì không ăn được đâu các bác nhá. Có người ăn xong thì sẽ là bị ngứa như ông bà của Quân ấy.
Thế còn là bây giờ thì sẽ cho mấy anh em là ăn một chút đã cô bác. Cháu Lực cũng ăn một chút nữa. Khúc này thì sẽ không có cái hình nữa cô bác nhá. Đấy, lên rừng thì cầm theo điện thoại nhá. Vâng. Anh cầm theo điện thoại lúc mà có chuyện gì còn biết gọi cho ai nhá. Vâng. Đấy, số anh thì trong đấy có đúng không? Vâng. Đấy, anh thì gọi thường xuyên lên cho em thôi. Không biết là tí về thì có bị ngứa không các bác? Cái con này là lần đầu tiên mà cháu được ăn đấy các bác. Rang lên thì ăn rất là bùi và rất là ngon các bác, rất là thơm nữa con này ấy. Còn như cái mật ong ấy thì anh mang cầm về hồ về xong là anh mang lên trên kênh cho các bác mua nhá. Đấy, quảng cáo lên trên kênh. Ở đây thì Quân thì cũng là một người mà lên trên rừng mà hay đi lấy mật ong này. Lần sau về thì đừng bắt vội nhá. Ừ. Ê, mang cả tổ nó về. Ừ. Ê, mang cả tổ nó về thì đến nhà bắt thì lấy cả cái sáp luôn. Ừ. Đấy. Ở đây thì có các bác là chắc là cũng muốn là lấy cả sáp ấy thì cháu Lực sẽ mang về thì lấy cả sáp ấy để gửi cho các bác. Ừ. Đấy, mật ong này thì có rất là nhiều công dụng luôn các bác này. Để mỗi lần mà sáng dậy ra các bác pha một cốc là để uống, xong rồi đến đêm pha một cốc để uống thì nó cũng rất là tốt cho cái sức khỏe của mình. Và nếu mà mình mang ra ngâm được hoa đu đủ các bác, hoa đu đủ thì cũng rất là tốt. Cái mật ong này thì hôm nay em đi vắt thì dùng cái túi bóng để vắt ra sạch chứ? Dạ, vắt sạch rồi. Sạch à? Đấy. Đấy. Còn đi hôm nào anh em mình còn hai tổ nữa trên kia à? Thế thì hôm nào anh cùng em đi lên trên đấy để lấy mật ong về nhá. Còn bây giờ chắc là cái thước phim hôm nay thì cháu Lực xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Con kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ.